Hello anh em, thì hôm nay mình có một trận với gọi là cực kỳ đỉnh luôn. Lần đầu tiên mà chạy thất bại trong một cái gọi là đội hình mà không có cầu mực này. Bên này là bên kia là đội hình có Phoenix, có Kabuto, có Flash, có Bang, có Aru, nói chung là co là co đồng đế. Còn một bên là có Hero mà có chạy với Flash, nghĩa là cái cặp chạy với Flash đi ăn mà cũng là gì cũng có Quýnh Sư nữa. Cái trận này mình coi bên 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 đỏ là thắng, bên xanh lại thua. Ý nó có chạy nha, không chạy là hầu như là mỗi con một biết. Chạy là hầu như mỗi con một biết nha, nhưng mà vẫn thua. Bị quá lực luôn, mình chỉ toàn những con tướng ít cái kèo cộng kinh dị không mực nào đâu đâu nào là cái tô phượng hoàng rồi flashy flash bang, mình không biết con phượng hoàng này con phượng hoàng tỉnh ít cái kèo cộng phượng hoàng cái tỉnh mới có hồi sinh nhé, phượng hoàng ít cái kèo cộng nó có hồi sinh nó mấy mình thấy không vui sư nổ mấy chết hết luôn, mà mình không hiểu tại sao bên 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 xanh lại thua được. Rồi nó gấp con flash đi. Rồi cho ô tô đánh. Rồi vũ sư hồi máu không kịp luôn. Vũ sư không có cơ mật bảo kê, vũ sư hồi máu không kịp luôn. Thôi chạy flash trở lại. Chạy không đủ năng lượng để sấy nha. Chạy không đủ năng lượng để sấy, bên kia nó xóa sạch hết luôn rồi. Như nó xóa sạch hết luôn rồi. Ô vẫn đủ hả? Ôi chạy mỗi con một huyết luôn kìa. Rồi bên kia có chết đi sống lại, chết đi sống lại gì trời. Vãi gì. Ôi sống này nãy vô quá trời luôn rồi. Kabuto ra là thằng đàm biết. Rồi khó chịu cực luôn. Rồi bên kia 63, mình phải lát bên kia nó quay ra 63. Rồi xong con chạy đến thường. Rồi xong con chạy đến thường luôn. Hai bên đánh thường qua đánh thường lại và ấy đủ thì rồi đánh thường bên nào có nội trước mà ví dụ hình như kia ra bên lại con Kabuto lại hồi sinh, con Kabuto lại hồi sinh, hồi sinh nãy giờ hai lần này lần thứ ba rồi đó. Bây giờ mà bên 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 đỏ thì có năng lượng, hình như là bên đây đỏ thì có năng lượng rồi, con Garou nó one shot chết con Flash thì sao á, mình nghĩ là như vậy. Garou này chắc bên quýnh một hồi tại vì cũng tích đủ năng lượng rồi, con Garou này nó one shot chết được con Flash chứ. Nếu đánh thường qua đánh thường lại thì chắc bên đỏ quýnh dắt rồi, nếu đánh thường qua đánh thường lại thì bên đỏ quýnh dắt rồi, còn mình nghĩ chắc là đánh thường nó chết rồi, đánh thường nó chết rồi, thằng này chắc đánh thường nó chết rồi, đánh sai rồi, đánh sai rồi. Hồi đánh thường nó chết à, đánh thường nó chết bên đỏ trụ win à. Bên đỏ con Flash không có sốc đang chết được không nữa. Ôi chạy mới sấy được một lượt kìa. Ôi nhưng mà bên đỏ vẫn ăn, chạy con Flash nó còn né, nó còn hồi máu mà. Ôi gãy rồi, đúng rồi bên đỏ thắng ra 10 hiệp. Đúng như đấu công bằng này con Flash với Flash khó chịu quá nha. Ai mà lấy con này về làm tăng ngon nha. Rồi ra 10 win rồi. Ồ chạy uống thường thôi, chạy lực bao nhiêu mà vô gặp Flash thì không có năng lượng gì. Đó mình cho nên mình nói là mấy con nào mà không có skill cộng nó xài xài skill không tốn năng lượng hay là khóa nổ khó chịu lắm. Đi BB khá là ngon, còn đi BVE thì hơi yếu, còn đi BB ba cháy.